Ôi đời, nhầm sống rồi. Cái gì mình mới nắng đấy. Mình vừa trải qua nắng cái mất luôn khẩu súng đậu xanh. Dạ dạ. Đây là nắng nha mọi người. Giống tiếng con Nguyễn quá vậy. Không có, anh Nguyễn giờ này ngủ với con heo quá chị. Trời ơi, chị nghe tiếng giống kìa. Xong lên. Trước mặt chị con đứa. Mình nắng cân hết. Đâu rồi? Con đứa áo đỏ này nè. Hai ba đứa này trong nhà. Nó chơi nó bắn lén mình ngồi xuống đít nè. Nắng đàn em Abu nha mọi người. Một mình nắng cân hết. Abu không biết gì hết. Bên sau sau này. Ôi, thắng luôn rồi. Game là dễ rồi. Game ghê dễ. Thế nhờ. Game dễ mà. Từ pha này hơi lỗi. Game dễ mà. Đi kiếm cái tài khoản rồi luôn. Các để không nghe được tiếng chân gì chưa. Không cần nghe tiếng chân đâu. Tiếng sáng giờ đi ghép không mà nên không có bật mic. Anh Bu gánh hết. Bu gà lắm. Đúng rồi, Bu gà lắm. Bu mới ăn 8-0 trận trước đó chị. Đấy. Rồi 8-0 rồi hả? Cái gì? Ui, sao nó qua được rồi, nó gửi nó gớt dưới. Thấy chưa, thấy chưa. Thấy chưa, thấy gì chưa. Từ từ cứu đi. Đấy, tới đây. Giời ơi. Ok, knock 3 kìa. Đây còn hình cuối cho knock luôn. Ờ sao mình Abu chết thế trời. Đến nó gì rồi. À. Từ... cái gì mọi người, nắng chưa nói gì nha. Ôi giời. Nắng chưa nói gì hết trơn nha. À, 4 người nóc mà mình Abu nó bắn bắn chết. Nó gạt. Kiểu như nó biết mình pro quá nó gạt trước. Trời má ơi, xong chiêu 105 sát thương, có cái gì vậy? Cái nồi. Chết tôi luôn rồi mọi người. Cái bộ 8 thành sát thương nhỉ. Ôi game dễ mà. Nghe nó dạt mua trước nè. Nó qua bên tay trái hết rồi. Thay đồ với trẻ. Với trẻ á. Giống như thay đồ với già. Ê bậy nha bạn. Đó 54 rồi đó. Có thằng nhà xe nè. Nó cứ bắn bình bình tụt tụt tụt. Đúng rồi, tiếp cái đi. Còn đứa trong nè. Cố lên. Đánh được một kill rồi nè mọi người. Mình Abu canh hết. Ta không có cảm ơn một game dễ. Game dễ mình mà. Mình ra được một kill rồi đó. Game dễ mà. Bot không. Ui, bot không. Trời má ơi, đừng kêu vậy kìa, mừng quá. Em được 2 kêu quá kìa, em được 2 kêu. Xin đỡ hơn không có kêu nào. Chết người luôn á mọi người. Xong lên. Nhà ai mà giác này. Gà dạ, gáy dữ như bay. Ui, sắp chết đến nơi rồi mọi người ạ. Thôi toàn. Ui, gà lắm. Ui giời. Đúng rồi, Abu gà lắm, gà xương xương, đầu xay. Cái gì vậy? Ui, what the hell. Ôi, thôi đi ra tự sát cho lẹ.
gì mà nó bắn xiên chiếc xe luôn kìa mọi người. Không phải chưa. Không, tại nắng chơi chơi đồ nên nó thế. Đi chơi sáng mới thức ngao ngao chết rồi gì không biết. Ôi hình như mình quên mua súng. Cho khẩu súng với. Cho khẩu súng. Em còn không vàng. Thôi toa, để chơi xíu đừng mua. Nè, súng nè, nắng cho súng nè. Cái này. Nè, súng nè. Có rồi. Cho súng lục nè. Hợp lý thế nhỉ. Ê, nó qua bên tay trái, tay phải mình. Ui. Méo rồi. Thằng này bắn hay thế nhỉ. Như em chưa chơi đồ rồi. Đúng rồi, do chơi. Vậy chơi đồ rồi. Chết nè, coi chết nè, nhân dân nè. Qua đây xem highlight này. Qua xem Abu thể hiện highlight này. Ôi, gì nắng ở nhà nắng xem thôi. Nó không bắn đâu. Ôi, chú thể hiện. Wow! Trời ơi! Mọi người! Hai like đó mọi người! Cấp 1 bến rồi kìa! Đâu, chẳng qua Abu chỉ giả vờ... qua này nha! Abu giả vờ chết để xem mọi người bắn thế nào thôi! Ồ, ra vậy! Chết luôn đẹp! Đúng rồi, bây giờ mình thắng hoài nó cũng mất vui, hiểu không? Nhưng... Coi chuẩn bị nó lật kèo nè ha. Coi nè. Thuyền người chóc mắt lên và xem nè. Đây là gọi là mình phải tăng độ khó cho game. À, cái gì sáng sớm nằm xuống trời. Gì mà mới bị sáng bị loạn nút luôn. Mới sáng sớm nó nằm xuống thế này toan nằm... Chết luôn. Chết luôn á. Cái nằm xuống vậy là mấy lứa đó mấy má ui. Xong lên. Đây nó bắn. Nó hoàn gạo. Chơi khô máu nó luôn. Ê nó sát mình. Ấy. Ui nó trên nhà. Nó bắn sơn sơn mình. Ôi. Bốn đứa nó đi chung luôn nè. Nó trên nhà cho mình. Là kêu mọi người. Bây giờ Abu bắt đầu mới bắn này. Nãy giờ chỉ chơi chơi thôi. À, ồ ra vậy. Đúng rồi. Rồi nè. Nãy giờ nhường cho tem bạn thôi. Mọi người thấy coi nè, lên gục đầu đi rồi ha. Tôi cười nằm xỉu luôn. What? Ôi game dễ mà, nói thế trời. Người xem Abu pha highlight nhá. Mọi người đứng đây đi, đứng đây đi. Mình chỉ cần đứng đây mình nhìn thôi. Đứng đây nhìn. Highlight mà anh nhắn người lui. Xem luôn. Lui bước về cho. Để nhìn thấy Abu rõ hơn. Gây sớm bằng gì Abu? Để có thể ngắm Abu từ xa. Âu yếu hơn. Xin đổi. Trời. Người sao lên trên đây. Lên trên nó bắn dễ luôn á. Đem rô mà khỏi nè. Nữa hả? Bắn này. Nhâm ba. Từ. Ôi, mình viên một luôn. Quân mạng nó bị lát hay sao? Sao bắn địch vừa nó không chết gì ta? Bị lát hay sao? Game kỳ quá à.